Rồi, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Người mà đang quan tâm đến các cái cây giống, cây công trình, cây cảnh nghệ thuật hoặc bonsai, mà thì tôi sẽ đưa đến các bạn một trong các cái khu ươm giống của cơ sở chúng tôi. Đây là cái khu vườn ươm cây mộc hương. Ta sẽ hôm nay sẽ được xem cây dạ hợp hương này, dạ hợp và cây lan tiêu. Ở một số các cái clip trước thì tôi cũng đã chia sẻ cho mọi người rồi, nhưng mà hôm nay tôi muốn quay lại cho các bạn xem cho thật kỹ hơn. Đây là cái lô cây tùng cối, cây này cũng tuổi đời cũng khá lâu rồi, đến chục tuổi rồi đấy. Khu vườn ươm này các bạn. Rồi, ta sẽ đi vào đây. Chỗ này thì cỏ hơi mọc hơi tốt, hơi sùm. Rồi, trước mắt các bạn là cây dạ hợp, và đây là cây lan tiêu. Thì trong cái cuốn video này tôi sẽ quay cho các bạn trước, đó là cây dạ hợp trước các bạn nhé. Đây, cây dạ hợp này về tuổi đời của nó cũng là chục năm rồi. Các bạn xem thật kỹ này, cái chiều cao ngang của khi các bạn nhìn cây này. Cái cây này thì nó cao 2,5 m, nhưng mà nếu mà chúng ta chơi cây cảnh bonsai thì chúng ta sẽ cắt đến đây thôi, thu lại ngắn lại. Đấy, các bạn xem thật kỹ nhé. Đây, dạ hợp hương mà chúng ta thấy là cái bệ nó rất là đẹp, đúng không? Cái bệ, cái tiêu chuẩn bệ của nó luôn luôn là tôi chọn cho các bạn. Cây rất đẹp. Đấy, đây là bệ, bệ ngang của nó 20 phân. Các bạn nhìn thấy kỹ, mình sẽ quay, cố gắng quay chậm cho các bạn. Đấy, trưa giờ thì cũng rất là nắng rồi. Đấy, đây là cái cây đầu tiên. Các bạn nhìn thật kỹ nhé, đây là cây dạ hợp. Đấy, gốc của nó, ngang gốc của nó khoảng 20. Chân bệ nó khá là đẹp. Chân bệ rất là đẹp. Đấy, mọi người nhìn đây. Đấy, xoay ngang một chút nhé. Cây dạ hợp với cây hoa trứng, nó lá nó khá giống nhau. Dạ hợp thì lá nó dài hơn. Đấy, các bạn này, đây là cái nụ của nó. Đấy, nụ đây. Đấy, nụ. Đấy, các bạn. Xem cái mặt bên này. Rồi, cái cây thứ hai, cây này thì nhỏ hơn, nó nằm ở kế bên này. Cây này thì cái chân bệ của nó hơi giấu kín ở bên dưới, nằm sâu bên dưới. Đấy, hơi mờ đúng không? Cái này bới chân bệ thì chắc chắn là rất là đẹp. Cái này bạn cho vào chậu hoặc là ta
chơi bên ngoài cũng rất là đẹp. Cây này cao khoảng mét mét 6. Cây rất là già các bác nhé. Cây rất là già. Rồi. Chúng ta sang tiếp theo đi. Đây, cạnh. Bởi vì chúng tôi bán một phần rồi. Một số các cái cây được bán dần dần khách nha. Cây này cao mét, tôi nghĩ là mét rưỡi. Rồi xem xuống phần chân bệ này. Chân bệ cây này thì cũng được lấp ở bên dưới, không nhìn rõ. Tuy nhiên thì cây này mà moi nó ra thì chúng ta sẽ nhìn đều có chân bệ hết. Cái cây tuổi đời rất là già. Cây có tuổi hết các bạn. Nằm đất lâu năm rồi. Rồi chúng ta sang cái cây thứ ba. Cái thứ tư. Cái này thì cái này cao mét mét 7. Mình sẽ quay sát gốc cho các bạn. Đây là nụ, nụ hoa này. Chưa bung hoa mà nụ nó đây. Nụ đây các bạn. Cây giả hợp. Ai mà yêu thích cái dòng này thì ok inbox nhé, gọi điện. Rồi chúng ta sẽ sang cây thứ 5. Cây thứ 5 cao 2 m. Cao 2 m. Cái này chúng ta chơi dáng trực cũng rất là hay. Sẽ bới cái chân bệ xem. Cái này vanh của nó thì rơi vào khoảng vanh 5-6 phân thôi. Đây các bạn. Nó có cái tử rất là đẹp. Cái tử đây. Rồi. Chúng ta xem sang cây thứ 6. Đây. Cái này cao 1m75. Đây chân bệ đây. Chân bệ mình sẽ gặp. Chân bệ đây. Khi mà chúng ta bới ra thì cũng rất là đẹp. Chân bệ nó đều có chân củ hết. Đều có củ bệ. Góc này mình sẽ bệ. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi. Tiếp đi, cái này củ bệ cũng rất là đẹp. Cái này là cây thứ 7. Đây các bạn. Đây củ bệ nó đây. Dạ hợp hương. Một là hoa cũng rất là đẹp luôn. Hoa đây. Đây hoa đây các bác. Đấy. Ừ,
Cái này là cây thứ 8 các bác nhé. Cây cao, cái này cao 1m8 này, 1m8, 2m. Cây này gồm hai thân nhưng mà cái chân của nó, tôi sẽ kéo cái chân này ra cho các bạn xem. Nó đều có củ bể hết. Một cái là mình moi chưa hết ra này. Đều có chân bể, củ bể hết. Rồi chúng ta sẽ sang cây thứ 9. Cây thứ 9 ở đây. Cây này cao 1m8, hơi siêu một chút. Chắc là gió lay lay, nó bị lay như vậy thôi. Đây, đây là củ bệ. Củ bệ cái này cũng khá là dị.